Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều đang xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Dự báo từ ngày 25 tháng 3, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, nền nhiệt giảm khoảng 8 đến 9 độ. Các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng đến sớm so với trung bình nhiều năm. Nguyên nhân là do tác động của vùng thấp phía Tây, cộng thêm tác động của hiệu ứng gió phơn. Ngày 23 tháng 3, Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, tập trung chính ở đồng bằng, tỉnh Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình. Từ ngày 24 tháng 3 trở đi, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Tại Trung Bộ, nắng nóng sẽ kéo dài liên tục từ nay tới ngày 24 tháng 3 và có xu hướng giảm dần từ ngày 25 tháng 3. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt nắng nóng này, từ ngày 25 tháng 3, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Sau đó, không khí lạnh suy giảm hơn về tần suất và cường độ.